Sao em dậy sớm vậy hả? Tôi còn phải quay trở về công ty để làm việc. Ồ, nhưng mà anh còn muốn... Tôi không muốn làm dơ đồ của mình đâu. Này, tại sao em lại phủ phàng cái gì hả? Tôi đi trước nha, tiền phòng tôi sẽ trả. Ê, ê, khoan. Nè, đừng bao giờ nói chuyện tiền bạc ở đây, em mất tình cảm quá à. Anh sao vậy? Anh đừng nói với tôi là muốn xin số điện thoại của tôi nha. Nè, tôi nói cho anh hay, tình một đêm thì sau một đêm nó là kết thúc. Anh hiểu không? Bye bye. Ê, khoan đã, khoan đã. À, tôi nhắc cho anh nhớ, tôi không thích một mối quan hệ lâu dài đâu, ok? Tôi... Alo, ừ, tao nè. Công ty có cuộc họp hả? Ừ, tao biết rồi, tao về liền. À, mày thích thứ đó hả? Tao xài rồi. Cũng ok lắm. Nếu mà mày thích thì khi nào có điều kiện tao giới thiệu cho xài thử nha. Ừ, vậy đi. Nè, cô mới có nói gì vậy? Cô nói vậy là cô quá đáng lắm, bây giờ phải xin lỗi tôi đó. Tôi nói gì mà quá đáng? Cái gì mà phải xin lỗi anh? Chứ còn gì nữa? Cô mới nói chuyện điện thoại với bạn của cô nói thích cái thứ đó là gì? Thứ gì hả? Thứ đó là tôi đúng không? Rồi cô nói cô xài rồi, thích thì giao cho bạn cô nghĩ tôi là ai vậy? Nghĩ tôi là ai vậy hả? Tôi cần tiền lắm sao? Tôi là trai bao của cô à? Cái gì? Cười cái gì? Tôi nói không đúng sao? Cái thứ mà bạn tôi muốn xài thử á, không phải là anh, mà là cây son này nè. Nó rất là hiếm. Tôi tìm được rồi và tôi xài rồi, tôi rất là thích. Cho nên tôi muốn giới thiệu cho bạn tôi dùng thử. Nên cái gì đâu mà khóc. Tôi thấy đó, lấy chồng vậy mà về nhà chồng coi như là tù nhân vậy. Trời ơi, là tại vì má thấy con bị đánh như vậy má cũng đau xót lắm. Hay, mà thằng chồng của con á tệ thiệt á, tệ lắm luôn á. Mà má, nhiều khi con ước mơ được như chị Quyên vậy đó. Không có chồng, một thân một mình là đi đâu cũng được chứ, muốn đi đâu cũng được chứ, khỏi cần phải xin, khỏi cần phải trốn, khỏi cần bị đục vô mặt giống như con vậy nè. Nín, nín sụ quá, nó tầm bậy tầm bạ mà. Nó là giờ là nó ế chồng á, ế trầm trọng á, không có thằng nào rước ở đâu. Trời ơi, con về nè má. Trời ơi, con này công nhận nó linh thiệt nha. Mỗi lần mà má nó ế chồng là nó xuất hiện này nha. Nè, đừng có sủ quá, tư lên, sủ tóc xuống. Má. Con. Má ơi. Trời ơi, tưởng là con không về đó. Con phải về chứ. Dỗ cha phải không con? Dạ. Má mới nói xấu con phải không má? Bậy. Con là con của má mà làm gì má nói xấu con. Con. Chứ không phải má nói là khi nào má nói đến chữ ế chồng là con xuất hiện hả má? Nghe rồi chứ gì. Dạ. Vậy thì vô ngồi đi. Năm nào má cũng có câu đó má nói hoài à. Nè, má xuống hâm cơm cho chị ăn nha. Sủ nha. Còn cái mặt bị sao cái che giấu hoài. Hả? Trời biết rồi. Có đánh em hả? Có nào. Chồng em á? Không có, em bị té. Bị té cái gì? Bị té thì đâu có tự nhiên về đây khóc bù lu bù la như vậy. Rồi chồng em đâu? Hôm nay là ngày giỗ cha giờ của nó mà nó không về là chắc chắn là nó đánh em rồi. Chồng con gì kỳ cục vậy? Bỏ đi cho chị. Chồng con vậy bỏ liền. Lấy cho ly gì vậy lên cho chị. Trời đất ơi, tôi mới xuống chút xíu nổi loạn rồi à. Nếu như bây giờ chồng mình tệ thì mình bỏ chồng mình, không có vấn đề gì hết trơn á. Con lo cho thân con đi.
Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi hả? Em con đã có chồng có con rồi, còn con vẫn độc thân một mình. Bộ tưởng vậy là hay lắm hả con? Như vậy người ta gọi là ế chồng đó nha. Trời ơi má, cái này má phải coi lại cho đàng hoàng chứ má. Cái này không phải là con ế, mà chẳng qua là con không thích lấy chồng thôi. Trời ơi, thay theo con hàng đàm mà con không thèm, con dẹp nó qua hết một bên, đúng không má? Nè, con nói với má nè, bây giờ con có gì đâu không tốt. Có tiền nè, có sự nghiệp nè, sống vui vẻ thoải mái. Đó, má nhìn con, nhìn em con đi. Đứa nào hạnh phúc hơn? Đứa nào hạnh phúc hơn má? Em con hạnh phúc hơn. Cái kiểu con là coi thường đàn ông lắm. Mà nếu mà có thằng nào mà nó rước con á, người ta nói là 7 lần 3 24 ngày là ly dị. Còn má nghĩ là coi chừng 2 lần 7 24 ngày là nó sợ con chạy mất xác rồi. Trời ơi má ơi, nó chưa kịp bỏ con là con bỏ nó rồi. Má thấy không, bây giờ sống cô đơn đâu có gì đâu lo. Sống cô đơn rất là vui vẻ, đúng không vậy má? Em thấy hả, mấy người mà nói thích ế thích cô đơn giống như chị á, nhiều khi em cũng thấy tội nghiệp chị lắm. Em biết á là chị có vấn đề trong sinh lý đúng không? Rồi mai mốt chị già chị cô đơn lắm á thiệt. Nè, cái này em nói bậy. Cái này nói bậy không có được. Mốt chị già chị không có cô đơn nè, nha nè. Ví dụ như mà, á nè, má điển hình nè. Nè, má cũng lấy ba. Rồi nó đẻ ra hai đứa con gái. Rõ ràng, rồi, hạnh phúc quá. Rồi sao? Hai đứa con gái đi lấy chồng. Má cũng sống cô đơn. Cuối cùng cái đích đến nó cũng như vậy. Chị sẽ dạy cho em cái cách làm người phụ nữ hiện đại bây giờ là như thế nào, đó là không ngừng có chồng. Cái chuyện của má là chuyện xưa cũ rồi, cổ hủ rồi, em dẹp qua một bên đi. Bây giờ mình tiên tiến là mình suy nghĩ những cái điều mà nó tân tiến hơn. Còn những cái chuyện mà má dạy em quên sạch đi ha. Cái gì mà má dạy em quên sạch đi, coi như trước giờ cũng như má không phải là má em cũng được. Bây giờ em coi chị là má em đi, rồi chị sẽ dạy em từ từ. Hiểu không? Cái vấn đề là bây giờ cái vấn đề là bây giờ là tính dạy hả? Tính dạ. Dạy là tôi là cũng giống như là người để cho mấy người dạy hả? Dạy nói nhiều quá không hay đâu. Dạy là phải có thực tế nha, dạy là phải có hành động. Đợi chút xíu đi. Má, mà chị nói cũng đúng mà má. Má làm gì vậy má? Thôi kệ má đi, chị nói tiếp cho em nghe đi. Sao chị? Đúng tên chúng ta là con à. Mình dạy bằng cái miệng á, đâu có ai sợ, đúng không? Dạy là sao? Là dạy phải bằng rô mây nè. Mày khóc hối hận phải không? Rồi con khóc đâu, con kia nó khóc kìa. Ủa sao khóc vậy hả? Nó quánh làm chi, trời ơi, lông gà lông chụp nó bay tùm lum kìa. Phải không? Nó mới nghe coi sao khóc. Con nhớ chồng con. Nè, còn có má nữa chưa? Nè, chị nhắc em lần nữa là trong cái gia đình này là không được nhắc đến chữ chồng nữa chưa? Mày nói mà nói tiếng chồng nữa coi. Em nhớ. Nhớ gì? Nhớ mật ong. Mật ong là cái gì má? Mật ong là honey. Tao là học cao quá bạn biết hả? Honey là chồng đó. Này là chồng. Thôi. Trời đất ơi, tôi là má nó mà nó coi như không kìa trời. Mày sao vậy hả? Con về nhà để phụ gia đình, lo dỗ cha, chứ không phải về nhà lên lớp dạy đời em. Mày biểu em mày là phải bỏ chồng bỏ con, rồi má thì biểu là thôi dẹp tóc qua bên đi, con quá lắm mày nghe chưa? Má nói con biết nghe chưa? Là một người phụ nữ thì phải có chồng có con đàng hoàng. Mà con với cái kiểu gì hả? Không thằng nào rước con đâu đó. Con đã nói với má 100 lần rồi, con không có lấy chồng, má đừng có ép con nữa. Cái chuyện lấy chồng là cái chuyện của phụ nữ khác. Con nói là con không lấy chồng, má chấp nhận cái chuyện đó đi. Trời đất ơi, nhưng mà má muốn con phải lấy chồng đàng hoàng, chứ không sống một mình, còn không đi về nhà ở với má. Con không về nhà ở, con cũng không có lấy chồng. Bây giờ má mà có ép con đi tự tử với má coi. Trời đất, cái con này thiệt tình nha. Nè, giờ con nhắm ở đây nữa hả? Khổ ghê chưa? Đâu phải là con gái mà tài giỏi, mà kiếm được tiền mà đẹp như nó là sung sướng đâu. Không có chồng, không có con thì cũng như không mà. Đã vậy còn cương quyết rồi không lấy chồng. Con nhớ chồng con mơ ơi. Con kiếm vợ tôi đến đâu? Nhớ thì về đi. Đến đâu? Vợ con không có ở đây. Đến nè. Không. Ê, quý tới, chồng con tới kìa. Đúng là chồng con mà, biết con nhớ cho nên tới. Nó đánh mày nữa à? Đánh ra. Nè. Má. Quỷ. Quỷ. Quỷ con. Con tên Quý má ơi. Quý. Con đâu vậy? Vợ con đâu? Hả? Vợ con đâu? Cái gì không biết. Má đừng có giấu. Trời ơi. Sao chửi má? Má đâu, chửi nó đó. Thôi. Vô nhà ông chào má, chào con tiếp nào hết trơn. Im đi.
qua đây nó tìm con Phương á là chắc là có vấn đề rồi, coi bộ không ổn rồi. Nè, bình tĩnh nghe chưa, không có ào ào. Con nghĩ là nó qua đây nó kiếm Phương vậy nó quýnh tiếp á. Thì bởi vậy mới bình tĩnh đi. Hả, Phương đâu má? Má không biết nữa. Má ơi, má cất vợ con đâu? Vợ con đâu phải là món đồ chơi mà má cất. Má ém vợ con đâu? Vợ con đâu phải là cái hũ mắm muối gì đâu má ém. Má dìm vợ con đâu? Ủa, vợ con đâu phải là cái thứ gì đâu má dìm. Bây giờ con không có nói nhiều, bây giờ là má giấu vợ con đúng không? Chẳng thà con nói như vậy nha. Nó chính xác từ ngữ chứ con nói tùm lum má không hiểu. Thì má giấu bậy. Giấu rồi, má mới nói chuyện giấu, má giấu ở đâu? Má nói là má không giấu vợ con, mà vợ con nhớ rồi. Vợ con là đi vô trong bệnh viện để lo cho má chồng. À, tại sao má biết là má của con vô bệnh viện? Chắc chắn là vợ con về đã nói cho má biết. Trong cái ánh mắt của má hả, hốt hoảng, lời nói ấp ấp úng, chắc chắn má đang giấu con đúng không? Không không không, tại vì má giờ thái độ của con giống như con hớp hồn má vậy đó. Bình tĩnh lại đi. Là vợ con gọi điện thoại cho má, nói với má là không về nhà phụ để ngày mai ra đám giỗ của ba nó được. Đó, cho nên là vợ con là phải bận vô trong bệnh viện để chăm sóc cho má chồng của con. Chuyện là như vậy, cái gì cũng phải từ từ chứ con. Má nói dối. Chắc chắn là má giấu vợ con. Đây đây đây, đấy giờ tôi nhịn đủ rồi nha. Tôi nhịn Dượng đủ rồi nha. Dượng vô đây, Dượng không có chào má chào tôi một tiếng nào. Dượng xong xong vô Dượng đòi kiếm em tôi là sao? Chị ơi, tôi nói chuyện với má chưa hề nói chuyện với chị. Nè, chị làm gì chị trợn mắt với tôi nè. Tôi không có chuyện với chị. Thôi thôi thôi, nè nè. Tôi sợ chị, tôi sợ chị. Ở nhà này, tôi là má tôi còn sống chứ tôi chưa có chết. Tôi còn sống hay chưa? Chị tưởng là má chết rồi đó. Con nghĩ con thương cả em con quá. Ủa má, lấy chồng xong rồi chắc bị quánh tàn tệ lắm, mới phải bỏ nhà ra đi vậy không biết đâu. Ai mới A khúc đầu đâu. Con nghe khúc A rõ ràng là đâu có trọng. A đây nè, tôi A đây nè. Mệt quá. Thôi bây giờ nè, đã qua đây rồi bình tĩnh đi, ngồi xuống nói chuyện. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Rồi. Con bình tĩnh lại đi. Má đã nói rồi là không có vợ con ở đây. Rồi con qua đây con tìm làm cái gì? Rồi, thôi đi về đi nha. Má, hả? Rõ ràng là Dượng ức khiếp em một con cho nên má phải bỏ nhà đi vậy má. Chị nói gì vậy chị? Hả? Vợ tôi thương không hết, tôi cưng như trứng, hứng như hoa mà nghĩ sao mà ức khiếp. Nè, tôi nói là tôi nói Dượng xạo nha, Dượng quá xạo nha, đừng có đánh trống lạng nha. Dượng không đối xử tàn tệ với nó, tại sao nó bỏ đi? Chị là bà con gái mà chị ăn nói không cho ai nói lời chị luôn đó. Nè, tôi nói chị biết nha, mẹ chồng bệnh, trách nhiệm người con dâu là phải chăm sóc cho mẹ chồng. Đằng này hả, vừa nói cái là hả, bỏ nhà đi. Má coi có chịu nổi không? Rồi thôi được rồi, để từ từ đi. Rồi má dạy dỗ lại con của má nghe. Đúng rồi, má phải dạy dỗ lại. Chứ con thấy là như vậy là không được rồi. Thôi đi, má thấy nãy giờ con là ào ào à. Dù sao nữa, thằng Quý má thấy nó đúng á. Em gái của con nữa, nó hơi quá đó. Trời ơi, má kỳ vậy, má con là con ruột má đẻ ra nè, má sao má đi bên người ngoài vậy? Người ngoài cái gì, thằng này là chồng của em gái con thì cũng giống như là con của má vậy. Trời ơi, đâu ra? Hay quá má ơi, ngoài sao má như hào quang phản chiếu má gì đó. Trời ơi, ta nói má là má vợ của con, nhưng con cảm giác là má mang nặng đẻ đau con, má cực khổ, má xin con ra trong bao như khó nhung. Mẹ chú có níu con, má tao mong cho con luôn. Nói ấy, hát thở nhà tôi đó hả? Nè, nó nói với Dượng nha. Nói má nè, bây giờ má mà không đuổi Dượng ra là con đốt cái nhà này luôn á. Trời ơi, con sợ là, con sợ tôi giết mà chị. Vừa phải thôi. Chị đừng có nói, chị đừng có nói vậy. Anh coi vô mà Dượng này giữ quy cậu hình. Hai cái miệng kẹp lại, không có ai nói chữ thôi. Vậy là chữ thôi xuất phát từ đâu? Đây nè. Cái gì? Sao chui rỗng trốn? Thấy tôi mà cũng không lên tiếng nữa ha. Ra đây. Quá 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 đẹp. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có tôi ở đây, còn đứng lên đánh em tôi nha. Má, đánh em nói nhỏ bồm đầu kìa má. Đánh đâu mà đánh, vợ của tôi thương hết. Nghĩ sao đánh vậy? Bu ra. Trời ơi con ơi, sao con làm quá, con ngồi xuống. Thôi bây giờ nè, bây giờ bình tĩnh nè. Nghe má nói nè, cái chuyện này là lỗi tại ai? Lỗi tại vợ con á. Tại sao? Bây giờ má muốn nghe là cái mở bài hay vô cao trào luôn. Mở bài thì má mới dễ hiểu. Thôi con kể khúc cao trào cho nó dễ. Chuyện là như vậy, má con là lớn tuổi rồi, chính vì vậy mà vấn đề vệ sinh gặp khó khăn rất là nhiều. Mà mỗi lần mà má con đi vệ sinh, cái mặt lớn mặt nhỏ có khi la má con nữa chứ. Đã vậy bắt má con mặc tả, mà trong khi đó cái dòng ba của má con là XXL. Nghĩ sao mà cho má con mặc size S, size của baby, size của thiếu nhi mới đẻ đó. Trời ơi. Rồi chị hai con mới thấy, chị hai con nói trời ơi sao mà làm như vậy. Rồi chị thẳng mặt chị hai con nói luôn, chị giỏi gì chị làm đi, sao chị hay quá vậy, chị lanh quá vậy. Chữ mặt chị hai con vậy luôn. Trời má ơi, có đúng vậy không Phương? Hả? Có đúng không? Ừ là biết đúng rồi chứ gì nữa. Con như là con sai rồi. Đi về gia đình chồng, xin lỗi má chồng, xin lỗi chị chồng cho má. Lẹ lên đi má.
Con thấy con Phương không có gì là sai hết trơn á. Nó nói rất là đúng. Nè, nếu như chị của Dương á cảm thấy ngứa mắt quá thì chị của Dương sắm nó vô làm đi. Nè, chị đừng có ăn ngang nói ngược cái chưa. Cứ vợ về làm gì? Ủa, ý Dương nói vậy có nghĩa là con Phương đây nó không có gia đình hả? Nè, con Phương nó có gia đình đàng hoàng nha. Đó, gia đình của nó là đây là má tôi nè. Lỡ như má tôi cũng bị nằm liệt giường á, Dương có qua Dương chăm sóc cho má tôi không? Trời ơi, sao nói cuối cùng bị trụ cho tao vậy hả Nguyên? Con tức quá, con tức quá. Trụ má mình liệt giường vậy hả? Con tức quá, con nói với Vũ. Vũ kỳ cục à. Thì thôi thôi, không có tranh cãi nữa, con không tranh cãi nữa nha. Đi về bển đi. Chị nhép cái gì vậy? Nó làm gì vậy? Xúi dục vợ con nữa kìa. Thôi. Thôi mà chị hai ơi, thật sự là em thấy lần này em sai thiệt á, đúng không má? Ừ. Anh ơi. Rồi sao mà thay đổi thái độ nhanh vậy? Nãy em bỏ đi, có chút xíu em nhớ anh quá trời luôn á. Anh cũng nhớ em muốn chết luôn á. Bây giờ em thèm ăn hộp vịt lộn quá à, anh dắt em đi ăn bánh tráng trộn nha. Em ăn gì mà trộn trộn vậy em? Ôi thiệt tình á, cái gia đình tụi này nó quá lộn xộn. Đi em, con đi hả? Ừ. Đi như vậy. Chồng em mới đi làm về. Ủa, sao con khóc mà không dỗ vậy? Cô ngồi xuống đây tôi nói chuyện với con nè. Bây giờ là mấy giờ cô mới về hả? Con đói như vậy cô không lo là sao? Làm cái gì? Em đừng có anh hại gì nói cho anh biết là hôm nay em bận họp rồi mà. Họp cái gì? Bây giờ chồng con quan trọng hay là họp quan trọng? Phận làm vợ cô lo không xong à. Suốt ngày đi làm giám đốc. Tôi nói cho cô biết nghe chưa? Cô lạng hoạn là tôi ly dị cô. Lúc đó chồng cô biết sợ. Không được rồi, có gì mình nói sau đi. Em vô em coi con sao đó rồi em đi nấu cơm cho anh ăn nha. Nấu lẹ đi. Dạ sắp có rồi anh, đợi chút. Trời đất ơi, bây giờ mấy giờ rồi hả? Dạ sắp xong rồi. Trời ơi, cô có biết là tôi bị đau bao tử, không thể ăn cơm trễ được hay không? Vợ với con thiệt tình luôn à. Dạ xong rồi, xong lẹ đi. Dạ. Nhanh đi, mấy giờ rồi? Dạ tôi. Em mời ăn cơm. Cơm đâu? Em quên. Không biết em làm cái gì nữa mà mò suốt à. Dạ. Có cơm này để em mới cơm cho ăn. Đầu cổ tóc tai vậy sao tôi ăn ngon? Hả? Làm cái gì vậy? Dạ tại vì em vừa nấu cơm vừa cho con á. Mới nói cái gì? Em đâu có nói gì đâu. Anh ăn cơm đi. Em đâu có nói gì đâu. Để em coi em dọn dẹp trong bếp một chút. Khoan. Dạ. Nấu cái gì đây? Dạ cơm gia đình. Cô không có một chút sáng tạo nào hơn ngoài những cái món này hay sao? Ngày nào tôi cũng phải ăn mấy cái món này, làm sao tôi có thể nuốt vô được? Ông sao hết rồi, anh có ăn cái gì thì thay em đi chợ em nấu cho anh ăn hết nhé. Alo. Hả? Yeah. Ok, rồi đi. 30 phút nữa tôi có mặt nha. Bây giờ tôi phải ra ngoài có việc rồi. Cô cứ ăn cơm đi. Chắc là tôi về trễ không còn chờ đâu. Anh lại đi nhậu nữa hả? Cô có ý kiến gì sao? Anh nói ba tự của anh không tốt mà. Anh ở nhà ăn cơm đi, đừng có đi nhậu. Cô nghĩ cô là ai mà cô dám xen vô cuộc đời riêng của tôi? Anh nói gì vậy? Em là vợ của anh mà. Từ lúc anh đi làm vậy anh chỉ có gác chân anh coi tivi không mà, không có phụ em cơm nước việc nhà gì hết. Trong khi anh đi làm em cũng đi làm, thậm chí đi làm còn cực hơn anh mà. Ý của cô là cô làm giám đốc còn tôi là nhân viên quèn đúng không? Sự thật đúng là như vậy mà. Tại sao em muốn thuê người giúp việc anh không cho? Tôi không thích người lạ vô nhà là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phục vụ chồng con là thiên chức của người phụ nữ, cô làm được không? Nhưng mà một mình em làm không xuể, em rất là mệt mỏi, sao anh không hiểu cho em vậy? Được. Một là nghỉ việc, hai là ly dị. Chọn đi. Anh quá đáng lắm. Anh không thích khi thấy em thành công hơn anh. Anh không vui khi thấy mọi người khen ngợi em. Anh cố tình bắt em hầu hạ vậy chỉ để chứng tỏ cái tôi của mình. Chỗ ít thôi. Anh càng làm như vậy càng chứng tỏ là anh yếu kém, nhỏ mọn lắm. Con gái cũng được mà.
mấy cho cô là bây giờ tôi trễ giờ rồi. Đợi đó, chút nữa tôi về tôi dạy cô sao. Tôi không muốn sống như vậy. Không muốn sống như vậy. Tôi không muốn sống như vậy. Tôi không muốn sống như vậy. Một giấc mơ quá khủng khiếp. Nếu mà lấy chồng mà bị sống như vậy thì ta mình đã giá cả đời còn hơn. Sao lại là bạn mặt của cái tên đáng ghét đó chứ? Bất kỳ người đàn ông nào khi trở thành chồng đều đáng ghét hết. Nè, tôi vậy rồi hả? Làm gì mà la lối em sùm vậy? Gì vậy? Tôi đang mơ. Chính trình là vẫn còn mơ. Nghe đau quá. Đừng có mơ đâu. Tại sao nào nhắm vậy tôi? Trời ơi, anh làm cái gì tôi? Đẹp quá. Anh làm cái gì tôi hả? Khoan lại. Tôi làm được gì cô? Cô không cho đố ai dám làm được. Phải. Ý của tôi là tại vì tối hôm qua cô ói lên hết đồ của tôi. Tôi không có đồ mặc cho nên tôi buộc phải mặc như vậy thôi. Tôi ói lên đồ của anh. Ủa? Cô hoàn toàn nhớ gì hả? Nhớ gì? Cô không nhớ gì hết. Đây tôi kể cho cô nghe ha. Tối hôm qua tôi với cô gặp nhau quán bar. Cô uống rượu một mình say xỉn. Sau đó xem chút xíu nữa là bị thằng Tây nó làm xấu cô rồi. Cũng may là có tôi ra tay cứu cô, mang cô về đây. Bởi vậy người ta nói làm ơn bao giờ cũng mất quán hết. Tôi không nhớ cái gì hết vậy. Cô là phụ nữ mà sao suốt ngày cô có đi quán bar uống rượu một mình vậy hả? Cô có biết là như vậy là giống như là một dân chơi bất cần tư thể không? Nè, anh đừng có ỷ anh đưa tôi về đây để muốn nói gì nói nha. Nếu đúng anh đưa tôi về đây thiệt thì cảm ơn. Vậy là cô bị chồng bỏ, sau đó hận đàn ông, rồi sống buông thả, lao đầu vào những cuộc tình không có giới hạn, đúng không? Wow, anh đấy trật lất. Nè, tôi nói cho anh hay nghe, tôi không thích lấy chồng là bởi vì tôi khinh thường đàn ông. Tại sao? Tại vì tất cả đàn ông đều rất là nhỏ mọn. Tại sao tôi phải lấy một cái thứ mà tôi khinh thường rồi còn phải đứng sau lưng họ? Khoan, tôi đính chính cho cô nha. Không phải tất cả những người đàn ông trên thế giới này đều nhỏ mọn đâu nha. Theo tôi thấy đều là vậy. Họ không thích vợ của mình nè, chức cao hơn họ nè. Không thích vợ của mình tài giỏi hơn họ nè. Không thích vợ của mình có nhiều bằng cấp hơn họ nè. Và họ chỉ có được một cái quyền nhất là dùng quyền làm chồng để chèn ép vợ của mình thôi. Tôi sẽ không bao giờ để cho bất kỳ một người đàn ông nào có thể sử dụng cái quyền đó với tôi hết. Đâu có cái luật nào mà bắt cái người vợ của mình phải đứng sau một cái người chồng đâu. Hoàn toàn không có cái luật đó. Đúng là không có cái luật, nhưng mà buộc phải như vậy. Ồ, nói vậy có nghĩa là cô đang bị ám ảnh tâm lý rồi. Nhảm nhí hết sức. Tôi khẳng định với cô là phụ nữ là phải có đàn ông. Đàn ông chỉ là trò chơi của tôi thôi. Tôi cho cô hay nghe chưa? Phụ nữ mà có một cuộc sống tình cảm phóng túng như vậy thì cũng chẳng hay ho gì đâu. Nhỏ mọn. Đàn ông thì được, còn phụ nữ thì không được hả? Đó, thấy chưa? Vậy mà anh nói là anh không có nhỏ mọn. Nguyên à, mở cửa cho má con ơi. Nguyên, má tôi ơi. Vô cho má giùm tôi cái đi. Đi liền giùm tôi đi. Nguyên. Dạ, con ra liền. Tụi gì con? Má đợi con vậy. Trời ơi, ai biểu má muốn cao chi chậm. Bởi vậy má đẻ con cao sướng dễ sợ luôn. Má, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Má ơi, hôm nay rảnh quá sao qua chơi với con vậy? Là cái chuyện rảnh. Con có rảnh không? Con cũng đâu rảnh đâu. Trời ơi, đi về giùm con cái đi. Ủa? Qua đây có công chuyện mà con muốn gặp con, có chuyện quan trọng để nói phải không? Đúng rồi, mình qua đây có công chuyện mà chứ không phải là qua không đâu. Má, vì có công chuyện quan trọng phải không má? Vậy hôm qua con ra quán cà phê. Ra quán cà phê nói chuyện. Đi ra quán cà phê nói chuyện. Ủa? Ủa mình có nhà mà tại sao phải ra quán cà phê nói chuyện? Đúng rồi, nhà chị đẹp quá trời luôn mà không cho vô nhà là sao? Nhà hết nước. Nhà hết nước rồi má. À, hết nước rồi hả? Dạ, hết nước rồi. Đi về đi. Ủa hoài vậy má? Nước lạnh cũng được mà con đâu cần phải nước ngọt đúng không? Đúng rồi, em cũng đâu thích uống cà phê đâu.
Nhà con bừa bộn lắm, nhà con bừa bộn lắm, con chưa có dọn. Ra sân giường ngồi cho mát. Ra cho mát đi. Ủa? Thôi đi ra đi, ủa hoài à. Đi. Má thiệt á. Có chuyện gì không má? Là như vậy nè, má chồng của con Phương á bị bệnh. Rồi cái con Phương chăm sóc má chồng nó, rồi chăm sóc tận tình chu đáo lắm con. Ta nói hồi mà má chồng mới bệnh ha, là bà bị xúc ký đâu còn có 45kg phải không? Đúng rồi má. Mà bây giờ lên cân rồi, 54kg. Cái gì má chồng nó thương nó quá, thích nó quá. Cái mới thử cái vợ chồng nó một cặp vé đi du lịch nước ngoài. Đó, chuyện là như vậy. Chuyện là như vậy đó. Ừ. Chuyện vui đó hả má? Vui sao? Vui con, trời đất ơi. Ủa, có liên quan gì con đâu má? Là như vậy nè, chồng nó kẹt công việc rồi cho nên không có đi du lịch dùng cùng với nó được. Cho nên á, nó qua đây nó rủ con đi để cho tình cho em đi chơi nha, cho vui đó mà. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Chị sắp xếp thời gian đi, chị đi với em cho vui nha. Chị nhớ vậy thôi đúng không má? Vậy thôi má với em đi về đi. Đi về. Ủa? Nè, con nói là con ở đây một mình phải không? Dạ. Mà tại sao? Má nghe có tiếng động ở dưới sao vậy? Con biết rồi. Chắc là con mèo đực nhà hàng xóm. Chắc vậy. Con mèo. Ủa? Mèo thành tinh. Nè, con nghe con mèo nó có tiếng là tiếng gì ở con mèo không? Con mới nghe nó ngáp. Ngáp sao nghe được? Má nghe tiếng nó ho. Trời ơi, tiếng hắt xì. Hắt xì? Sao con biết? Tại vì con nghe nó nói tiếng hắt xì mà. Chết rồi chị ơi. Cái lúc mà chị dọn vô đây chị ở á, chị có cúng kiến gì không? Nhà thuê mà cúng kiến cái gì? Như là nhà chị có ma. Tầm bậy không à. Không phải ma, mà là người. Không phải ăn trộm má. Ủa? Bạn con? Có bạn con. Bạn con mà sao giống như người thành biến thái vậy? Biến thái. Má, không phải. Tại vì anh nhà cúp nước không? Đúng rồi. Cúp nước qua tắm nhờ. Cúp nước. Dạ đúng rồi, anh bị cúp nước qua tắm nhờ thôi à má. Cúp nước thì con đúng không? Một trai, một gái mà ở chung một nhà, má tin không? Con nghĩ hai người họ là vậy nè. Ý con nói là hai người họ là vợ chồng nhau hả? Đúng rồi má. Vợ chồng hả? Đúng rồi. Không phải. Không phải. Mà đúng cái gì mà đúng? Ủa, tôi là má nó mà. Tôi đâu có biết cậu là ai đâu mà cậu nói là cậu là vợ chồng với nó. Dạ đúng, nó phải không? À, tôi hiểu rồi. Con nha, con dạ. Quá phải không? Có phải là con cặp cái thằng này nè, rồi con rước nó về nhà phải không? Đúng không? Dạ, không phải má. Ít ra con phải nói với má một tiếng chứ. Trời đó, tự nhiên dẫn cái thằng biến thái về nhà là sao? Má nghe con nói nè. Tại vì tối qua con lỡ say quá, cái ảnh đưa con về nhà thôi, tụi con không có xảy ra có chuyện gì hết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ủa? Dẫn nhau về nhà sai rồi mà không có chuyện gì hả? Nè, con quá lắm rồi nghe chưa? Con á là chưa chồng là phải có cái đám cưới đám hỏi đàng hoàng, chứ không phải mà cái chuyện mà sống với nhau vậy là không được đâu nghe chưa? Đúng rồi, không được đâu. Cái gì mà không được má? Dù cho con với anh có quan hệ đi chăng nữa thì con cũng là gái chưa chồng, ảnh là trai chưa vợ, đâu có gì xấu đâu má. Trời ơi, vậy? Con còn hay cái gì? Con còn trả trêu với má cái gì đó hả? Thôi được rồi ha, nếu mà con nói như vậy á thì á, một á là phải có cái đám cưới đàng hoàng. Còn nếu mà con tiếp tục quen cái thằng đó á là má từ con luôn á. Dạ. Đi về Phương. Má còn vụ đi chơi sao má? Bỏ đi. Biến thôi. Chúc má. Má. Má con nói đúng á. Đúng cái gì? Tất cả là tại anh hết á. Bạn cố tình hắt xì cho má tôi biết không? Cố tình cái gì? Cô không thấy tôi mà ăn mặc ngắn cũn như vậy hả? Gió nó lòn vô thì tôi phải hắt xì thôi chứ. Đi về giùm tôi cái đi à. Nè, cô khỏi đuổi nha. Tôi sẽ đi về liền ngay bây giờ. Cô có biết lý do tại sao tôi sợ lấy vợ không? Là tôi sợ lấy phải một người vợ giống như cô vậy đó. Bye.
giờ rồi mà anh cũng chưa tới nữa. Điên rồi. Anh Lý đã tình một đêm thì chỉ là tình một đêm thôi. Tại sao lại hẹn anh ta lại lần thứ hai chứ? Vô đi. Sao giờ đây anh mới tới? Xin lỗi, hôm nay có gì đột xuất. Ủa mà sao hôm nay em không đi làm à? Mỗi hôm thì em vẫn hẹn tụi mình gặp nhau buổi tối, sao tụi này... Anh không coi lịch hả? Hôm nay chủ nhật mà đi làm cái gì? Ồ, anh quên mất. Tự nhiên công ty có việc đột xuất rồi anh đi luôn nên mới tới trễ, xin lỗi nha. Anh có việc đột xuất hả? Việc đột xuất của anh chắc là hẹn hò với cô gái khác đúng không? Anh chỉ có mình em thôi à? Hơi sức đâu mà còn cô nào nữa chứ. Xem coi coi, khoan, đứng coi. Thì đồ sẵn luôn hả? Quay vòng nào. Hấp dẫn đấy. Vậy anh có thể nói cho tôi biết cái gì đột xuất của anh là gì được không? Ồ thì... lúc nãy nói với em là việc công ty thì việc công ty phải giải quyết xong thì mới chạy qua đây. Lúc nãy anh cũng đã xin lỗi với em rồi mà. Ồ, việc công ty. Việc công ty mà tôi gọi điện thoại cho anh không nghe máy. Vậy chắc là cái điện thoại ở một bên rồi người ở một bên mà cái người thì quá bận. Nó không thể nghe điện thoại được đúng không? Ủa, từ bao giờ mà em có thể kiểm soát thời gian của anh được vậy? Thì tại vì tôi không thích là tôi hẹn người ta mà người ta tới trễ. Anh cũng nhắc luôn cho em nhớ nghe chưa? Anh với em đã quy định với nhau rất rõ ràng. Vui thì tới, không vui thì thôi. Không xen lẫn vào cuộc sống, thời gian riêng tư của bất cứ ai. Đúng chưa? Anh nói cho em nhớ. Điều duy nhất anh không thích khi lấy vợ là vì sao? Là bởi vì anh không muốn bị kiểm soát. Không muốn bị hỏi là hôm nay anh đi làm mấy giờ? Sao hôm nay về trễ vậy? Hôm nay về khuya vậy? Anh ăn gì chưa? Sao không ăn ở nhà ăn với em? Em thấy nó phiền phức không hả? Anh tới với em là vì sao? Anh tới với em là bởi vì anh nghĩ em đã có cái lối suy nghĩ thoáng hơn anh rất nhiều, cho nên là chúng ta tới với nhau. Anh không ngờ em cũng tầm thường giống như bao người phụ nữ khác thôi. Vậy thôi, sau buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Được, vậy thì không gặp nhau nữa. Anh đi về đi. Được, anh sẽ đi về và em cũng đừng bao giờ liên lạc với anh nữa. Còn lâu tôi mới liên lạc với anh á. Cái đồ thấy ghét. Trời ơi, mình bị điên mất rồi. Tự nhiên mình lấy cái thuốc bị bạ, tự nhiên hỏi anh ta mấy câu đó làm cái gì chứ. Trời, không lẽ là mình yêu anh ta rồi? Không đúng. Em mới nói cái gì? Tôi nói gì đâu. Ồ, xin lỗi em là anh vừa ra ngoài, anh có nghe loáng thoáng là em nói là em yêu anh. Nghe nói nè, thật sự là anh cũng cảm thấy bắt đầu yêu em thật đó. Nhưng mà mình đâu có thể chịu hoài được. Thì từ từ mình tính thôi. Khi em đã là vợ của anh rồi á, em phải chăm sóc chuyện nhà, lo cho con cái, đưa đón con đi học, nấu cơm nấu nước đầy đủ. Em phải hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ. Và đặc biệt là không được quản thúc thời gian của anh. Vậy đâu có được. Nếu như mà anh đồng ý chấp nhận cái sự thành công của em rồi phụ giúp em trong việc nội trợ mới hơn chứ. Nếu như em không chấp nhận vậy thôi, chúng ta sẽ không bao giờ cưới nhau và chúng ta cứ gặp nhau thế này thôi, được không? Vậy cũng không được. Thôi vậy thì chấm dứt đi. Chấm dứt luôn. Anh có cái con hào sống mà bị rượt cả đêm mà. Hỏi cả đêm hôm qua luôn. Alo. Trời ơi, gọi tôi làm cái gì vậy? Anh phiền phức quá đi à.
không có cần anh rồi. Tôi là nữ cường nhân, tôi không có cần... Ây à. Alo. Ui, cái cô này kỳ thiệt á. Mở cửa tôi đi. Mở cửa. Mở. Ủa. Cô bị làm sao vậy hả? Hả? Trời ơi. Sao lần nào gặp cô nói với người tôi như vậy hả? Nè, thuốc để đâu, tôi lấy cho. Cảm ơn anh. Tôi uống thuốc rồi, anh có thể lấy giùm tôi ly nước rồi hả? Ồ, được chứ. Trời ơi, sao lúc nào cũng để anh ta bắt gặp mình trong cái tình trạng tồi tệ vậy chứ, mất mặt quá. Nè, nước nè. Cảm ơn anh. Sao cô không đi bệnh viện đi? Đi ngoài như vậy không tốt đâu, mất nước, nguy hiểm tới tính mạng. Thôi, nhắc đến hai chữ bệnh viện là tôi thấy ớn lạnh rồi. Tôi ghét cái mùa bệnh viện lắm, ghét cảm giác ở một mình, ngồi một mình trong đó, cô đơn đó. Tôi chơi với cô. Tôi với anh có là cái gì đâu mà bộ thân lắm hả? Chẳng qua là chỉ ngủ qua đường với nhau vài lần thôi mà. Anh không cần lo cho tôi đâu, tôi không có thích bị mắc nợ. Tôi không biết nói sao với cô nữa, nhưng mà thật sự cô rất là bướng bỉnh. Tôi nói cho cô biết, cô mà cứ đi ngoài như vậy á, mất nước, tính mạng không bảo toàn được đâu. Anh có hù tôi, bạn tôi lớn lắm, không có chết được đâu. Nhưng mà... không có nhân nghĩa gì hết, tôi không có sao hết, anh đi về đi. Anh đi về đi. Tôi nghĩ là đêm nay tôi sẽ ở lại đây với cô. Anh nghĩ gì vậy? Anh nghĩ mình là ai mà anh nói câu đó chứ? Là bạn. Đó là bạn bè thì không thể nào bỏ mặc bạn của mình lúc ốm đau hoạn nạn. Tôi đã nói tôi không có sao, tôi không có cần ai mà phải chăm sóc và bảo vệ tôi hết. Anh đi về đi. Anh phải nói làm sao cho em hiểu đây. Con người không thể sống cô đơn được. Người với người sống là để yêu thương nhau. Tôi không cần tình thương của ai hết, tự tôi thương tôi là được rồi. Anh phiền quá, về giùm tôi cái đi. Anh cũng đã từng nghĩ giống như em. Anh sợ gia đình, sợ trách nhiệm, sợ phải lo cho mọi thứ. Nhưng nếu ai cũng nghĩ như chúng ta thì xã hội này sẽ như thế nào? Thì sẽ không còn cảnh ly dị, hay là xâu xé nhau về tiền bạc và tài sản. Anh không thấy như vậy là tốt hơn sao? Em sai rồi. Anh cũng vậy. Cuộc sống này không hề hoàn mỹ, nhưng mà anh muốn em hãy suy nghĩ tới chuyện là hãy chọn cách sống cho mình cảm thấy vui và mọi người xung quanh của chúng ta được vui. Không ngờ những lời này lại thốt ra từ miệng của anh. Anh biết là vẻ bề ngoài của em rất là mạnh mẽ, anh cũng biết là tận bên trong sâu thẳm của em rất cần một người đàn ông bên cạnh để chia sẻ. Dĩ nhiên anh biết là tình cảm không thể ép buộc được, nhưng mà anh sẽ chờ đến một ngày nào đó em thay đổi định kiến thì anh sẽ sẵn sàng. Từ trước tới giờ anh chưa hề quen chăm sóc ai cả, nhưng bắt đầu từ hôm nay anh sẽ tập làm điều đó. Bây giờ anh sẽ đi nấu cháo cho mẹ. Chắc chắn là mã giấu vợ con. Đây, bây giờ tôi nhận đủ rồi nha, tôi nhận đủ.